bạn cùng tôi gặp lại bác tài xế công lông siêu to khổng lồ chở 2,5 tấn cát các bạn nhé. Được trang bị lốp đôi rất khỏe các bạn nhé. Đấy, rất ít vì xa lầy. Chiếc xe được trang bị động cơ 26 Liren của trang trai Trung Quốc các bạn nhé. À, các bạn để thấy lốp trước được trang bị khá là to các bạn nhé, 550/13. Con này thụt đôi. Đây là động cơ các bạn nhé. Không phải là máy 26 các bạn ạ. Con này là máy máy 30 các bạn ạ. Và đây là chiếc bình để đề này, 150 MA này. Đây mời các bạn xem cầu hộp số này khá là khủng nhá. Con này cầu khá ngắn. Và đây là bầu hơi các bạn nhá. Bình hơi được trang bị rất cao. Để tận trên này luôn. Và đây là bộ còi sên này. Gương nước rất đầy đủ.